Sau khi anh trai qua đời, người em nổi lòng tham lấy đủ lý do để cướp đất đuổi chị dâu ra đường. Chẳng bao lâu sau người em cũng mất. Tưởng chừng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng đây mới chỉ là khởi đầu của báo ứng khi người em đầu thai thành heo trong nhà chị dâu. Ở một vùng quê nọ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, có một vị vương viên ngoại vừa mới qua đời. Bởi vì nhà họ Vương chỉ sinh được hai cô con gái, nên thường bị anh em trong dòng họ ức hiếp. Em trai của vương viên ngoại hống hách đã mượn rất nhiều lý do để chiếm đoạt phần lớn ruộng đất của anh trai. Đến căn nhà mà chị dâu đang ở cũng bị ông ta chiếm mất. Người chị dâu tên là Lưu Thị không thể làm gì, nên đành ngậm ngùi trú tạm trên một khoảng sân nhỏ vô cùng cũ kỹ ở ven thôn. Mùa hè nóng bức, mùa mưa thì nước dột, còn mùa đông thì gió rét lạnh đến thấu xương. Cô đã trải qua những tháng ngày vô cùng gian khổ. Nửa năm sau thì em trai của vương viên ngoại cũng qua đời. Lúc này con heo mà Lưu Thị đang nuôi cũng vừa đẻ được một lứa. Lưu Thị chỉ giữ lại một con trong chuồng, còn những con khác đều đem ra ngoài chợ bán. Khi con heo này nuôi lớn đến tầm khoảng 50 cân, chuẩn bị xuất chuồng, thì có một sự việc vô cùng kỳ lạ đã xảy ra. Một ngày nọ, Lưu Thị như ngày thường ra chuồng cho heo ăn, thì bỗng thấy con heo rơi nước mắt, tỏ vẻ rất đau khổ. Trong thấy cảnh tượng này, cô hết sức kinh ngạc. Cô thầm nghĩ, thì ra động vật cũng có cảm xúc như con người. Rồi cô chợt nhớ đến cảnh ngộ của mình, trong lòng bùi ngùi, cũng không kìm được nước mắt. Đêm hôm đó, trong mộng, Lưu Thị gặp lại người em chồng đã mất. Người này nói với Lưu Thị rằng, con heo kia chính là em chuyển sinh, hôm nay đến đây gặp bác, chỉ có một nguyện vọng, cúi xin bác đừng bán nó cho đồ tể. Nghe xong, Lưu Thị ngậm ngùi kể về gia cảnh khốn khó của mình. Nàng nói rằng hiện tại trong nhà không có còn gì để ăn. Cuộc sống vô cùng cơ cực, chỉ còn lại mỗi con heo là có thể bán được kiếm tiền, trang trải cho cuộc sống. Sau khi nghe cô trả lời thì người em chồng liền ẩn đi và biến mất. Khi thức dậy cô thầm nghĩ, thật ra bản thân cũng không đành lòng, mặc dù em chồng đã đối xử không tốt với mình, nhưng dù sao cũng là người em máu mủ với chồng mình. Hôm nay cậu ta đến đây cũng xem như là tạ lỗi. Lưu Thị trong lòng có chút do dự. Không ngờ sáng hôm sau, hai đứa con trai của em chồng đã đến chào hỏi trước sân, nói rằng muốn hoàn trả lại tất cả đất đai mà cha đã chiếm của hai bác, chỉ xin chuộc lại mỗi con heo kia. Hóa ra đêm hôm qua, người em chồng cũng đã đến báo mộng cho hai đứa con của mình, cầu xin chúng giúp đỡ. Lưu Thị mừng rỡ đưa lại con heo cho hai người cháu. Vài ngày sau thì con heo kia cũng chết. Lưu Thị ở trong mộng lại trông thấy người em trai đến khấu tạ, nói rằng bởi vì mình đã trả hết tội nghiệp nên kiếp sau được chuyển sinh vào một gia đình giàu có. Lần này đến đây để từ biệt cũng như cảm tạ ân đức của chị dâu. Từ đó về sau, hai người cháu của Lưu Thị cũng tận tâm giúp đỡ cô để chuộc lại những lỗi lầm của người cha mình khi xưa. Câu chuyện nhà họ Vương về sau được mọi người lưu truyền, trở thành một giai thoại tại địa phương. Người xưa có câu rằng, muốn biết kiếp trước đã làm những gì, hãy xem kiếp này được thụ hưởng như thế nào. Muốn biết kiếp sau sẽ ra sao, hãy xem kiếp này đã làm những việc gì. Chính là nhắc nhở con người, khắc ghi nhân quả, luật trời có thiện ác báo ứng. Những câu chuyện về nhân quả luân hồi khiến chúng ta có thêm niềm tin rằng mỗi hành vi xấu ác đều phải chịu ác báo tương ứng. Có câu trên đầu ba thước có thần linh, phàm làm gì đều có nhân quả, đời này không trả thì đời sau phải trả. Thế nhưng giờ đây, nhiều người đã không còn tin vào nhân quả báo ứng, vậy nên có rất nhiều tệ nạn xảy ra, đạo đức xuống cấp, chỉ vì tiền mà không việc ác nào không làm. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì xã hội sẽ phải đối diện với kết cục diệt vong. Muốn cải biến tình thế, chỉ có một con đường chính là quay về truyền thống, quay về với bản tính thuần chân, bước trên con đường mà thần đã đặt định,
mới có thể tránh khỏi thảm họa. Người đang làm, trời đang nhìn, một niệm thiện ác định tương lai. Tiểu thư khỉ. Tại một thôn làng nọ thuộc miền Nam Thái Lan, có một chàng thanh niên họ Lưu cử hành hôn lễ, tương đương là một cô gái có biệt danh Tiểu thư khỉ. Nguyên lai, mọi người đều cho rằng Tiểu thư khỉ là cô gái cực kỳ xấu xí, hay một nàng thân thể đầy lông, hình dạng giống y như khỉ, nên mới có biệt danh này. Nhưng lúc đôi tân nhân bái đường xong, cùng sánh vai nhau ra ngoài tiếp khách, thì mọi người đều sáng mắt lên, không hẹn mà đồng thốt ra một câu tần đáy lòng: trời ơi, tân nương đẹp quá trời luôn hả? Trời ơi, đẹp như đúng là mỹ nhân vậy đó. Đẹp trời quá ơi, đẹp quá hả? Thế nhưng mọi người đối với danh hiệu Tiểu thư khỉ này lòng đầy hiếu kỳ, rất muốn tìm hiểu tra vấn thân thế của Tiểu thư khỉ ra sao. Té ra mẫu thân của Tiểu thư khỉ thời thiếu nữ từng là một hoa khôi nổi danh, số thanh niên phủ phục dưới chân cô nhiều vô kể. Các nhân sĩ gần đó nghe danh mến mộ, đều tìm tới mong được một lần chiêm ngưỡng dung nhan. Nhiều người tha thiết xin kết hôn, thậm chí một thanh niên phú gia ở nước Mã Lai gần bên cũng vượt biên giới tìm đến cầu thân. Nhưng gia nhân viện cớ không muốn lấy chồng ngoại quốc lìa xa cha mẹ để khéo léo từ chối. Không bao lâu, gia nhân kết hôn với người bạn trai vốn là thanh mai trúc mã ở cùng làng. Chàng thì trúng tú đa tài, nàng thì kiều diễm mỹ lệ, thật là trời khéo tác hợp cho họ thành đôi, nam nữ chung quanh ai cũng hâm mộ. Chẳng mấy chốc, từng đường mang thai, chồng nàng càng quan tâm thương yêu gấp bội, chăm sóc lo liệu đủ điều. Ba mẹ chồng thấy điều vui mừng, ai cũng ưu ái lo cho nàng. Bình thường nàng rất dễ ăn, nhưng khi mang thai thì ngược lại, thức ngon mấy cũng không muốn nuốt. Chồng nàng phải nghĩ trăm phương ngàn kế để ái thê thèm ăn. Hôm nọ, chồng nàng vào chợ mua được cái chân khỉ, phối hợp với các vị thuốc bắc như hoài sơn, sâm, đương quy, vân vân, nấu lửa riêu riêu, rồi bất ngờ dọn lên và đã khơi được ý muốn thèm ăn trong lòng nàng. Thấy vợ dùng rất nhiều, chồng nàng vô cùng mừng rỡ. Từ đó, mỗi khi gặp phiên chợ nhóm, chàng đều mua về một cái chân khỉ hay miếng thịt khỉ để cho vợ dùng. Hôm nọ, chồng nàng ra chợ, gặp thợ săn trói một con khỉ rao bán. Người chồng mừng quá, mua nó đem về, nghĩ nuôi tạm vài ngày rồi sẽ giết nó cho nàng ăn. Hôm đó, cô vợ đã mang thai được 7 tháng, ngồi trên ghế dựa xem chồng giết khỉ. Con khỉ đáng thương mấy ngày ròng rã, chỉ ăn toàn chuối và hoa quả. Tính ra thịt mỡ trên thân nó chưa được nửa cân, phần còn lại thì làm thuốc bổ cho thai phụ. Khỉ nhìn thấy người chồng cầm dao muốn giết mình, mắt nó tuôn lệ, chân nó quỳ xuống giống như người hướng chủ dân cầu xin tha mạng. Nhưng người chồng quá yêu vợ này, chẳng chút động lòng, không khởi chút từ tâm, giương dao lên toàn mổ tim nó. Trong giây phút bên bờ tử vong, con khỉ nhanh nhẹn đưa tay phải chụp lấy cán dao, tay trái nắm chặt lưỡi dao, dùng toàn lực chống đỡ cái chết, nhất quyết không buông tay. Người chồng cố sức nhưng đâm không được. Ông nghĩ thu dao về rồi đâm tiếp. Chính trong khoảng ông rút dao về, do bốn ngón tay con khỉ nắm quá chặt nên đã bị đứt lìa hai phần ngón, bốn ngón chỉ còn lại hai lóng cuối, tính từ khớp xương trở vào. Thai phụ thấy máu tuôn như suối, ác tâm tiêu tan, không ngừng kêu chồng dừng tay: đừng, đừng giết nó, đừng giết nó nữa, mau đem con khỉ thả đi. Con khỉ nhờ không ngừng tranh đấu, từ quỷ môn quan giành lại mạng sống trở về. Nó ráng chịu đau đớn đoạt cửa mà chạy. Trước khi ra khỏi cổng, nó còn quay đầu nhìn về hai vợ chồng, ánh mắt đầy oán hận. Rồi nó biến đi, biệt tâm biệt tích. Từ đó trở đi, cô vợ mỗi khi nghe mùi thịt thì phát nôn, chỉ ăn toàn rau, đậu hũ. Người nhà lo nàng không đủ chất bổ, lén bỏ nước thịt vào, nhưng nàng vừa nếm là nôn thốc nôn tháo.
đến kỳ lâm bồn, nàng sinh một bé gái, ngũ quan trông rất đoan chánh. Chỉ là phát hiện tay trái của bé chỉ có một ngón cái và bốn đốt cuối của bốn ngón tay hình dạng giống y như dao bén chặt đứt vậy. Cha mẹ và người thân nhìn thấy đều thở dài, luôn miệng nói lạ quá. Thái Lan theo Phật giáo tin sâu nhân quả, mọi người không hẹn và đồng nói đây là nhân quả báo ứng do người chồng chặt đứt bốn ngón tay con khỉ mà ra. Hôm nay tân nương tiểu thư khỉ mặc áo cưới trắng, tay mang găng trắng, dịu dàng xinh đẹp, cứ như tiên nữ hạ phàm. Thế nhưng đâu ai biết trong găng tay đó không còn bốn ngón tay nhỏ dài thon, mà chỉ còn bốn đốt còn thừa lại như từng bị cắt. Đó là nguyên nhân của biệt danh tiểu thư khỉ. Nó đã thành một câu chuyện đồn vang đương thời. Tình chấp trói buộc. Chỉ khi ở trong nghịch cảnh, người ta mới thấm thía sâu sắc cái khổ của sinh lão bệnh tử và khao khát thoát ra, mong sớm được lìa khổ, được vui. Cũng nhờ vậy mà nhiều người bước vào con đường học Phật. Thế nên những khảo nghiệm, những mài luyện đó bao gồm cả thân nhân quyến thuộc, thực tế đều là đại thiện tri thức của mình. Chúng ta nên dùng tâm cảm ơn, tâm chân thành mà đối đãi với họ. Tiêu Hồng có một người mẹ thiện lương, bà đối với cô đặc biệt quan tâm chăm sóc chu đáo, từng ly từng tí. Nhưng do sát nghiệp chướng ngại, đến nay đối với Phật bà vẫn ở lưng chừng giữa tin và không tin. Đôi lúc mật ngọt của tịnh chấp trói buộc cũng đem đến nhiều phiền lụy. Mẹ của Tiêu Hồng thường ước nàng giống như con chim nhỏ luôn đương tựa nép vào bà. Mặc dù hai mẹ con họ sống chung bên nhau, nhưng chỉ cần con gái về buồn một chút thì di động của Tiêu Hồng liên tục reo vang, trong mái không ngừng vọng ra âm thanh người mẹ nhắc nhở, dặn dò nàng phải về nhà sớm. Bình thường ngay cả Tiểu Hồng vào sở làm, mẹ nàng vẫn luôn gọi điện hỏi thăm. Thậm chí khi nàng ở nhà xem sách, mẹ vẫn theo dõi hỏi giờ con đang xem gì đó, nàng mặc áo, ăn cơm hay làm gì, mẹ nàng luôn kiểm tra tỉ mỉ. Tiểu Hồng biết mẹ thương, đối với mình rất tốt, trong lòng cũng sinh tâm hiếu thuận. Nhưng năm nay Tiêu Hồng 32 tuổi rồi, đối với lòng thương chấp chặt giữ riết bên mình như thế của mẹ, khiến nàng cảm thấy bị áp lực, mất tự do và chịu không thấu. Một tối nọ, Tiêu Hồng cùng mấy bạn đạo họp mặt, dự tính sẽ về buồn một chút. Trước đó cũng đã có thưa với mẹ nàng rồi, nhưng mẹ nàng vẫn không yên tâm, liên tục gọi điện thoại tra vấn. Alo, sao muộn vậy mà con chưa về? Rốt cuộc là họp cái gì? Ở đâu? Với ai vậy con? Tiêu Hồng ráng nhẫn nại hồi đáp. Cuối cùng, cuộc họp chưa kết thúc, nàng đã phải thu xếp đi về. Thế nhưng, mẹ nàng vẫn không vui, cứ gọi điện hỏi mãi. Tiêu Hồng luôn phải chịu đựng, vỗ về trấn an. Có vậy, những kích động trong lòng mẹ mới dịu lại. Tiêu Hồng vô cùng thắc mắc, hỏi tôi, vì sao mẹ đối với em quan tâm quá mức như vậy? Tôi đáp, duyên khởi duyên diệt, tất cả đều có nguyên nhân hậu quả. Tình mẹ thương con chấp chặt trầm trọng như vậy, bắt nguồn từ nguyên nhân xa xưa vào thời cổ đại bên Ấn Độ. Vào thời đó, tại miền Nam Ấn Độ, có một vị vương tử cao quý cư ngụ. Hôm đó giống như mọi lần, vương tử cởi con bạch mã, tay cầm một cái lồng vàng, trong nhốt một con chim nhỏ cực kỳ xinh đẹp. Điều kiện ăn ở của con chim này cực kỳ ưu việt, hàng ngày luôn có thức ngon, cái lồng còn được trang trí bằng hoa tươi xinh đẹp. Song con chim lúc nào nó cũng nhớ đến thế giới bên ngoài, rất khát khao được tung cánh tự do. Thế nhưng do chủ nhân quá sủng ái, nên ông quyết định số mệnh đó
suốt đời phải bị nhốt trong lòng này. Con chim thời cổ đại, đời nay là mẹ của Tiêu Hồng, còn Tiêu Hồng chính là vị vương tử thời xưa đó. Do kiếp xưa, nàng đã hành xử bằng tình chấp trói buộc, nên đời này phải lãnh lại quả báo y hệt như vậy. Cũng được mẹ cực kỳ quan tâm chăm sóc, giữ chặt bên mình. Dù tuổi hơn 30, nhưng nàng vẫn không có tự do. Con Bạch Mã chính là cha của Tiêu Hồng. Theo như lời Tiêu Hồng xác nhận, hồi nàng còn nhỏ, cha của nàng luôn cam tâm tình nguyện để nàng cưỡi trên lưng, trên bụng, còn cảm thấy rất hạnh phúc, vui vẻ. Sau khi nghe tôi giải thích rõ ngọn nguồn rồi, Tiêu Hồng đã hiểu minh bạch. Hiếu dưỡng cha mẹ chính là ngoài việc quan tâm chăm lo đời sống và tùy thuận, không phản bội luật nhân quả ra, còn phải hướng dẫn cha mẹ đến với Phật Pháp, tin sâu nhân quả. Chánh tín với đạo, dứt ác hành thiện, bước vào con đường học Phật giải thoát, đó mới là đại hiếu chân chánh. Giải thích thêm, thời Bắc Tống, Âu Dương Tu có làm một bài thơ chim họa mi như sau: trăm ngàn tiếng hót véo von, bỗng trầm cao thấp vượt ngàn núi sông. Giọng buồn khi ở trong lòng, đâu vui bằng lúc phiêu bồng bay cao. Vì sao tiếng chim hót trong lòng không hay bằng hót giữa rừng cây? Bởi vì chim mất tự do, nên tiếng hót u buồn không vui. Nhân như thế thì quả như thế. Con chim nhỏ đời quá khứ hiện nay không những sinh làm người mang thân nữ, lại còn làm mẹ của vị vương tử ngày xưa từng yêu thương sủng ái, nhốt nó mãi mãi trong lòng. Mẹ yêu con là đạo lý đương nhiên, nhưng người con gái tuổi đã hơn 30 lại bị tình chấp đó trói buộc, không có chút tự do. Tham ái là nguồn gốc sinh tử. Thuở đầu do vương tử phát ra tâm tham ái và dùng nó để trói buộc, không cho phép chim nhỏ được tự do, thì đời nay chim nhỏ cũng dùng tâm tham ái chiếm hữu, đối xử y như vậy cùng vương tử. Trong kinh 42 chương Phật dạy: do ái sinh lo, do ái sinh sợ, nếu lìa tham ái, nào lo nào sợ. Kinh Viên Giá thì nói: nên biết, ái là cội rễ sinh tử luân hồi. Có thể thấy, đời đời kiếp kiếp chúng sinh luân phiên trói buộc nhau không ngừng nghỉ, chỉ vì tham ái, tình chấp. Tu hành giống như đi trên băng mỏng, phải cẩn thận nghiêm trì giới luật, viễn ly tham ái và chấp trước, mới có thể giải thoát. Tình chấp nhiều đời. Khi Hòa Thượng Diệu Pháp dẫn tôi đến một đại đạo tràng đó, thì sư bà trụ trì ni tự này kể cho Hòa Thượng nghe, nơi đây có hai sa di ni khoảng hơn 20 tuổi, tướng mạo trang nghiêm. Trước khi xuất gia, họ đều đã tốt nghiệp đại học, có bằng thạc sĩ. Sau khi họ phát tâm xuất gia rồi, thì tụng niệm bái sám, kinh điển thuộc mau. Các oai nghi mỗi mỗi đều ổn. Lẽ ra, hai cô này có thể nổi bật xuất sắc trong chúng. Nhưng ngặt nổi, họ mắc phải chứng bệnh, đồng tính luyến ái mà trụ trì khuyên mãi không được. Xin gọi họ là Ni X và Ni Y. Mới đầu hai cô này chẳng ai lìa ai, ngủ thì nằm sát đơn nhau, đứng đâu cũng đứng cùng, lên điện tụng kinh sớm tối thì một trước một sau, vào thiền đường thì cũng ngồi kề bên nhau, thậm chí ngay cả đi rửa tay hai người cũng chẳng phân ly. Mới đầu đại chúng chẳng để ý, nhưng lâu dần trong chúng bắt đầu lưu tâm phê bình, bởi vì khi trụ trì phái một trong hai người đi làm việc thì người kia nhất định phải đi theo, nếu không cho thì làm ầm lên. Lần đó thấy vấn đề tuy không nghiêm trọng nhưng lại ảnh hưởng đến sự thanh tịnh trong đạo tràng đi chúng. Mặc dù cả chúng ngoài miệng không nói gì nhưng thường để mắt đến họ,
cũng không phát hiện họ có hành động gì phạm thanh quy. Sư trụ trì đã nhiều lần khuyên nhủ hai cô. Sau khi góp ý phê bình xong, thì Ni X bắt đầu lánh xa Ni Y. Nào dè lại phát sinh việc không hay. Ni Y không chịu nổi cảnh Ni X lánh xa mình, nên giữa hai người xảy ra tranh cãi. Mặc dù họ không dám lớn tiếng làm ồn, nhưng cả hai thường gây nhau đến đỏ mặt tía tai. Có tranh cãi cho lắm thì Y vẫn không chịu để cho Y xa mình nửa bước, cứ theo kè kè, giống như mẹ che chở con đi trên đường vậy. Theo như hai cô kể, tình cảm bọn họ có từ thời trung học, bắt đầu quen là thân ngay. Có thể nói rằng vừa gặp mặt đã thấy thương liền. Từ lúc quen biết đến giờ, họ chưa hề xa nhau. Vào đại học cũng chung trường, ở ký túc xá sinh viên, dù người giường trên kẻ giường dưới, nhưng hai người vẫn thường ngủ chung. Chỉ cần X ở ngoài tầm nhìn của Y là trong lòng Y rất bất an. Ni Y thưa với trụ trì rằng: con cũng cảm thấy như vậy là không bình thường, nhưng vô phương khống chế nội tâm của mình. Do vậy mà sư trụ trì hy vọng hòa thượng Diệu Pháp có thể giúp giải quyết vấn đề khó khăn này. Hòa thượng trầm ngâm một lúc rồi kể: cách đây ba đời, bọn họ từng là mẹ con, mẫu từ tử hiếu. Kiếp thứ hai thì họ tái sinh làm phu thê, quan hệ càng kháng khích, như keo sơn quấn quýt không rời suốt cả một đời. Do tâm dâm ái sâu nặng, nên kiếp vừa rồi họ sinh làm đôi chim yến, sớm tối chẳng lìa nhau. Đôi chim yến này làm tổ nơi cây đại thọ trước chùa. Nhờ vậy mà ngày ngày được nghe kinh thính pháp, nên đời nay có thể cùng chuyển sinh làm người, cùng ban thân nữ, có trí thông minh, nhớ dai, lại được đồng xuất gia tu đạo. Nếu tu hành tốt, đời này họ có thể liễu sinh thoát tử. Nếu như tâm cứ mãi đắm chìm trong tình ái sâu đậm từ nhiều đời đến nay chẳng thể buông bỏ, thì kiếp sau nhất định họ sẽ đọa địa ngục, có muốn tiếp xúc với Phật Pháp cũng khó được. Kể xong, hòa thượng đáp ứng lời sư trụ trì thỉnh cầu, đặc biệt khai thị cho hai cô ni kia. Khi hai cô hiểu rõ nhân duyên của họ rồi, lập tức phát nguyện buông bỏ hết. Họ cùng lên đại điện xin sám hối, phát thệ sẽ tu hành tốt. Một chút tình quê. Người tha hương lâu ngày, ai mà chẳng nhớ về quê hương mình bằng những hoài niệm và cảm thức của thời gian. Như ta vẫn thấy những thành phố lớn mỗi ngày như một thêm đông và luôn như là điểm hẹn của dòng người tứ xứ, hàng ngày chen chúc và bươn chải trong dòng đời ấy. Người xa quê lắm lúc tưởng như mình lọt thỏm giữa phố phường, đôi khi tình cờ nghe đâu đó âm hưởng giọng nói miền quê mình mà bỗng ấm cả lòng. Tôi cũng là một người con xa xứ, nhưng có lần tôi lại chia sẻ nỗi niềm với một người không phải cùng quê. Tôi gặp và nói chuyện với cụ ngay trên đường phố đông người. Quê bà cụ ở khúc ruột miền Trung, nơi người ta ví đất ở đó là gà ăn muối. Cụ theo con gái đến đất này, rồi ngày ngày với hai túi bánh tráng nướng trên vai độc hành đung đưa khắp phố phường. Bánh tráng thì nhẹ, nhưng chiếc đòn lại oằn đi vì tuổi tác. Cụ nói cụ thương quê lắm, nhớ quê lắm, nhưng cứ ráng làm việc, khi nào đi không nổi nữa thì về quê ăn muối với gà. Giờ cụ còn sức khỏe đi bán là niềm vui, và cũng là để phụ thêm cho hai cháu đang theo học ở hai trường đại học trong thành phố. Cụ kỳ vọng thế hệ mới sẽ thành công hơn, sau này thành tài, sẽ về thay đổi diện mạo vùng quê nghèo. Chưa một lần đến đó, và một vài địa danh mà tôi biết về quê cụ chỉ là nhờ tôi đọc trên sách báo.
Nghe tôi hỏi chuyện mà cụ xuýt xoa và hạnh phúc vì tự dưng giữa thành phố có người rặt Nam Bộ lại biết rõ quê mình. Trò chuyện với cụ, tôi còn biết thêm miền đất ấy dù thiên nhiên không ưu đãi nhưng tấm lòng người quê thật màu mỡ lạc quan. Lòng người quê cụ rộng mở như tấm bánh tráng, luôn phơi bày mọi thứ và chẳng có e ngại điều chi mà che giấu. Và tôi không biết và cũng không dám hỏi là các cháu của cụ đang đi học ở trường đại học ấy có biết và thấu hiểu được tấm lòng và kỳ vọng của các cụ vào thế hệ trẻ hay không. Niềm hạnh phúc của cụ có lẽ cũng chính là nỗi niềm chung của nhiều người xa xứ. Bởi trên chặng đường ngày nay rong ruổi, mấy khi có dịp bày tỏ chút lòng, chút hoài niệm về quê mình bằng cảm thức của thời gian. Hy vọng ở lần sau. Nhiều năm về trước, thằng nhỏ bán vé số người gốc miền Trung chợt xuất hiện ở khu nhà tôi. Thằng nhỏ có gương mặt đẹp trai, ẩn giấu nhiều nét tinh nghịch trên đó. Tôi đoán nó độ 11-12 tuổi. Lần đầu tiên biết nó là lúc tôi đi làm về. Đang đứng trước nhà chờ mở cửa thì nó đến mời tôi mua vé số. Vậy là từ đó về sau nó canh tôi. Cứ khoảng giờ đó là nó xuất hiện. Không biết từ lúc nào, tự nhiên nó coi tôi là mối của nó. Nó mời mua hoài. Kêu: chú Hùng ơi, có số đẹp nè. Nghe nó kêu đích danh, thân như chú ruột mà tôi cũng không hiểu từ đâu mà nó biết tên tôi nhanh như thế. Có lần bực quá, tôi nói: vui vui, mua chơi chứ từ hồi mua tới giờ tao chưa bao giờ trúng. Sao mày can đảm mời mua hoài vậy? Vừa nghe nói vậy, nó nói tiếp liền: lâu rồi không trúng, bữa nay mới trúng, mua đi chú. Thiệt là bó tay, không thể từ chối nó. Lần này mua xong, tôi nói: tao ghét lắm nha, mua chơi thôi, chứ mày mà còn tới kêu cửa nữa, chẳng những tao không mua, mà có gì tao phan ra cái đó, trúng ráng chịu nha. Nghe tôi nói vậy, nó cười hề hề. Vậy mà hôm sau, nó lại kêu cửa. Tôi lấy chiếc giày chọi đùng một cái vô cánh cửa sắt. Nó cười ré lên rồi bỏ chạy mất. Mấy bữa sau tôi đi làm về, gặp tôi nó lại mời mua vé số. Tôi nói: công nhận mày lì thiệt. Nó cười và trả lời: không lì, chắc còn ăn hết đống vé số này trừ cơm quá. Lại phải mua vé số. Và mua xong, tôi nói: hôm bữa là cảnh cáo, lần sau tới cửa kêu nữa là chọi thiệt đó nha. Nghe tôi nói vậy, nó lại cười hề hề. Hôm sau, cũng giờ đó, nó đi ngang. Nó không đập cửa, mà chỉ đứng kêu: chú Hùng ơi, chú Hùng ơi. Thiệt là xui cho nó. Lúc đó tôi đang tưới cây trên ban công. Vậy là tôi tưới nó luôn. Bị tạt nước, nó giật mình, nhìn lên thấy tôi đang cầm cái ca nước. Nó bỏ chạy nhưng vẫn cười như nắc nẻ. Mấy bữa sau, gặp tôi ngoài đường, nó tiếp tục mời mua vé số. Tôi nói: sao, có đập cửa kêu mua vé số nữa không? Nó lại cười hề hề rồi mời: bữa nay mua đi chú, số 39 thần tài nè chú. Tôi lắc đầu ngao ngán, nhưng không thể từ chối thằng nhỏ dễ thương này nữa. Kể từ bữa đó, mỗi chiều đi ngang nhà tôi, nó đều giáo giác nhìn vô và cũng không quên nhìn lên ban công, coi có tôi trên đó không. Rồi mỗi chiều, tôi thủ sẵn mấy chiếc dép để chọi. Nếu hôm nào không thấy nó, tôi lại thấy thiếu thiếu. Nó canh tôi và tôi canh nó như một trò chơi giữa hai đứa con nít. Và cũng không nhớ từ lúc nào nó biến mất. Thời gian trôi biền biệt. Trôi đến năm ngoái, tôi gặp lại nó trong một tiệm phở
trên con phố gần nhà. Nó đã là một thanh niên rắn rỏi, nhưng ánh lên trên gương mặt nó sự khắc khổ, lo toan, nhưng vẫn còn nét tinh nghịch trên đó. Từ xa, nó nhận ra tôi ngay và kêu lên: "Chú Hùng, chú Hùng!" và lại mời mua vé số. Cầm cọc vé số nó mời, tôi nói: "Lâu ngày không gặp, gặp lại, tưởng gì vẫn đi bán vé số là sao?" Nó nói: "Con có vợ, có con rồi. Ở quê khó kiếm tiền quá, vô Sài Gòn kiếm sống. Trước mắt là bán vé số, rồi từ từ tính chú ơi." Tôi nói: "Kiếm việc gì khác lâu dài để làm đi, chứ đàn ông khỏe mạnh đi bán vé số dạo, coi không được mày ơi." Nó nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn, rồi nó dạ nghe thật nhẹ. Kể đến lúc này, đó là lần sau cùng tôi gặp nó. Tôi thầm hy vọng và chúc phúc cho nó ở lần sau gặp lại. Tôi mong sẽ thấy nó ngon lành hơn. Tôi muốn nó đạt được những ước mơ tối thiểu của một người đàn ông, những cái tối thiểu mà một người đàn ông cần phải có trên đời này. Trên đời này có một hòa thượng 65 tuổi, kể về hồi trẻ, lúc chưa xuất gia rất ưa săn bắn. Ông kể chuyện của mình như sau. Năm 1978, tôi ở huyện Tùng Phan, tỉnh Tứ Xuyên, sống bằng nghề trồng thảo dược và săn bắn. Ngày nọ, ba người chúng tôi cùng đi săn, lưng đeo súng, tay thì dắt chó. Đi đến một vùng thọ lâm nọ, thì thấy trên cây có một bầy khỉ lông vàng. Tụi tôi vội vàng nâng súng lên để bắn. Bầy khỉ lông vàng hết sức hoảng sợ, nhưng vì dưới cây có chó săn nên chúng vô phương đào thoát. Thế là khỉ bị trúng đạn, chết trên cây. Con nào trúng đạn mà chưa chết thì rơi xuống cũng bị chó săn cắn chết. Lúc này tôi nhìn thấy một con khỉ mẹ đang cõng khỉ con. Tôi vừa chĩa súng vào nó chuẩn bị bắn á, thì thấy khỉ mẹ vội vàng đặt khỉ con xuống một bên. Nó dùng tay chỉ vào con, rồi nhìn tôi xua xua tay, sau đó lại chỉ vào mình nó, ra hiệu như là muốn tôi bắn nó vậy đó. Tôi hiểu ra, khỉ mẹ muốn hy sinh, tỏ ý sẵn sàng chịu chết, và gian xin tôi đừng giết con nó. Tôi bị khỉ mẹ làm cảm động, nước mắt cứ trào ra, vội vàng bỏ súng xuống. Tối đó, tụi bạn nấu thịt khỉ ăn. Tôi bị tình huống vừa rồi ám ảnh, nên không muốn ăn. Trong lòng tôi không ngớt tự trách mình. Tại sao lại muốn ăn thịt khỉ? Tại sao lại nhẫn tâm giết, bán da, xương của nó? Tôi đã sát sinh hại mạng rất tàn nhẫn, trong khi con khỉ vẫn có tình cảm không khác gì con người. Thiệt là tội lỗi. Hòa thượng còn kể, bạn ông có tài thiền xạ, ưa bắn phá tổ chim. Những con chim bắt được, anh ta đem bán hoặc giết dầm rượu. Nhiều vô số kể, anh ta ưa bắt lươn, cá, ếch, rùa, trạnh, thậm chí còn dùng thuốc để đánh cá, giết chúng rất tàn nhẫn. Sau này, bạn ông trên thân nổi một mụn ghẻ rất to, bác sĩ bảo là ung bướu độc. Không những thế, khắp người anh ta còn mọc những mụn bọc nước lớn như trứng bồ câu. Không bao lâu thì da thịt anh bị thối rữa, nằm trên giường kêu đau đớn. Một đêm mưa to, anh đi ra ngoài, bất cẩn nên té dưới mương mà không ai hay. Sau đó vợ anh đi tìm, thấy xác anh nổi lên có vô số rùa, trạnh, ếch, cá, chim tranh nhau rỉa thịt. Hòa thượng nói: "Từ đó tôi bỏ hẳn nghề săn bắn và thề không sát sinh nữa." Gương mặt ông chìm trong suy tư hối hận. Ông nói tiếp: "Tôi mong sao tất cả những người săn bắn đều có thể buông súng xuống, dừng tâm giết hại và hiểu rằng loài vật cũng tham sống sợ chết, cũng có tình cảm yêu thương và hy sinh giống như con người. Tội sát sinh một khi quả báo đến thì rất đáng sợ." Tôi thuở nhỏ đã sớm mất cha. Mẹ tôi bảo tôi từ bỏ đường công danh khoa cử để theo học nghề thuốc.
vì cho rằng như thế có thể vừa tự nuôi sống lại cũng có thể cứu giúp người khác. Hơn nữa, việc tôi theo học thành tựu một nghề để có thể lưu danh ở đời cũng là tâm nguyện từ trước đây của cha tôi. Sau đó, có lần tôi đến chùa Từ Vân, tình cờ gặp một cụ già cốt cách phương phi, trâu dài tóc bạc, tướng mạo dường như tiên ông. Khi tôi đến lễ chào cung kính, cụ già bảo tôi: "Con là người trong đường quan tước, ngày sau ắt sẽ học lên cao. Sao nay con chẳng lo việc đọc sách?" Tôi liền nói rõ nguyên nhân. Ông cụ bảo: "Ta họ Khổng, người Vân Nam, được chân truyền thuật toán số hoàng cực của Thiệu Tử. Theo mãn số, ắt rồi sau sẽ truyền thuật này cho con." Tôi liền mời cụ già về nhà, đem mọi việc trình lên với mẹ. Về sau, xem xét những điều cụ già họ Khổng đã tiên đoán cho tôi đều dần dần ứng nghiệm. Sau khi gặp cụ Khổng, tôi khởi ý quay lại theo việc học hành khoa cử. Cụ Khổng lại đoán trước cho tôi về đường khoa cử, nói rằng khi mới đi học, thi lần đầu ở huyện sẽ đỗ thứ 14, thi ở phủ sẽ đỗ thứ 71, thi ở tỉnh sẽ đỗ thứ 9. Sau tôi đi thi, ở cả ba nơi đều đỗ đạt đúng như thứ hạng ông ấy đã dự đoán. Cụ Khổng lại đoán số mạng trọn đời cho tôi, cho biết đến năm ấy sẽ thi đỗ thứ hạng như thế, sang năm ấy sẽ được chọn làm lẫm sinh, sang năm ấy sẽ được chọn làm cống sinh, lại sau đến năm ấy sẽ được bổ làm tri huyện ở tỉnh Tứ Xuyên, làm quan được 2 năm rưỡi, ắt sẽ cáo quan về quê, cho đến năm 53 tuổi, vào giờ Sửu, ngày 14 tháng 8, sẽ mất tại nhà, chỉ tiếc là không có con. Tôi ghi chép đầy đủ những điều ấy, luôn nhớ kỹ trong lòng. Từ đó về sau, mỗi lần dự thi, kết quả đều không ra ngoài những dự đoán của cụ già họ Khổng. Riêng có một lần, cụ Khổng đoán rằng thời gian tôi làm lẫm sinh phải nhận đủ 94 thạch, 5 đấu gạo mới được lên cống sinh. Nhưng khi số gạo nhận được của tôi vừa hơn 70 thạch, thì tôn sư họ Đồ đã thông qua việc chọn tôi làm cống sinh. Do đó tôi hơi có chút ngờ vực về sự tiên đoán của cụ. Chẳng ngờ sau đó có vị quan tạm quyền họ Dương vừa chuyển đến lại bác bỏ việc này, nên phải đợi đến năm Đinh Mão tôi mới được phê chuẩn làm cống sinh. Vào lúc ấy tính lại, quả nhiên tôi đã nhận được vừa đúng 91 thạch 5 đấu gạo. Tôi nhân việc đó lại càng tin chắc rằng sự đời thăng trầm đều do số mạng, dù nhanh hay chậm cũng đều có thời hạn định trước. Vì thế mà, đối với hết thảy mọi việc, trong lòng tôi trở nên lạnh nhạt, không còn mong cầu gì nữa. Sau khi được lên cống sinh, tôi phải về kinh thành Yên Đô theo học. Ở kinh đô được 1 năm, tôi thường ngồi yên tĩnh suốt ngày, chẳng đọc sách vở gì. Sau có dịp quay về chơi ở Nam Ung, trong lúc còn chưa vào nhập học, tôi liền đến viếng thăm thiền sư Vân Cốc trong núi Thê Hà. Tôi cùng thiền sư ngồi đối diện trong tịnh thất, trải qua suốt 3 ngày 3 đêm, dường như không chớp mắt. Thiền sư nói: "Người đời sở dĩ không trở thành bậc thánh nhân đều là do vọng niệm nối nhau sinh khởi trói buộc. Nay ông ngồi suốt 3 ngày không khởi sinh vọng niệm là do đâu?" Tôi đáp: "Trước đây có tiên sinh họ Khổng từng xem số mạng cho con. Con xét thấy rằng mọi sự vinh nhục sống chết ở đời đều do số mạng định sẵn. Dù có muốn vọng cầu điều này điều nọ cũng đều không thể được, nên con chẳng nghĩ gì cả." Thiền sư Vân Cốc bật cười nói: "Ta ngỡ ông là bậc hào kiệt xuất chúng, hóa ra chỉ là một kẻ tầm thường." Tôi không hiểu, thưa hỏi. Thiền sư liền nói: "Con người khi chưa đạt được đến mức vô tâm, rốt lại đều bị những lẽ âm dương toán số kia trói buộc, sao có thể nói là không có số mạng? Nhưng chỉ những kẻ tầm thường mới có số mạng mà thôi.
bậc đại hiền thì số mạng không nhất định, mà với kẻ đại gian ác, số mạng cũng không thể nhất định. Ông từ 20 năm nay bị những lẽ đoán định của người khác trói buộc, không tự thay đổi được mảy may nào. Như thế chẳng phải là tầm thường lắm sao? Tôi liền hỏi, vậy ra số mạng có thể tránh được sao? Thiền sư đáp, số mạng là do chính mình tạo ra, phước đức do chính mình cầu mà được. Trong sách vở Nho Gia có nhiều chỗ dạy rõ điều đó. Kinh Phật lại có nói, cầu công danh ắt được công danh, cầu sống lâu ắt được sống lâu, cầu con trai con gái ắt có con trai con gái. Nói dối là giới cấm quan trọng mà Đức Phật Thích Ca đã chế định. Lẽ nào chư Phật Bồ Tát lại nói dối để lừa gạt người đời hay sao? Tôi nghe vậy rồi liền hỏi tiếp. Mạnh Tử có nói rằng cầu ắt sẽ được, ấy là cầu nơi chính mình. Đạo đức nhân nghĩa là ở nơi chính mình, nên có thể gắng sức cầu được. Còn như công danh phú quý, vốn không ở nơi chính mình, làm sao có thể cầu được? Thiền sư Vân Cốc nói, lời Mạnh Tử vốn không sai, chỉ do ông tự hiểu sai thôi. Ông không nghe Đức Lục Tổ có dạy rằng, hết thảy ruộng phước vốn chẳng xa lìa gan tất, từ trong tâm này mà cầu thì mọi tâm niệm đều thông suốt. Mạnh Tử nói, cầu nơi chính mình đó không chỉ là triên được đạo đức nhân nghĩa, mà cũng được cả công danh phú quý, trong ngoài đều được cả. Cầu như vậy hữu ích là vì cầu được. Nếu không quay về cứu xét nơi tự thân mình, chỉ biết hướng theo ngoại cảnh dông ruổi tìm cầu, thì mong cầu là một việc, mà được hay không lại còn phải tùy vào số mạng. Như vậy có khi trong ngoài đều mất cả, vì cầu mà không được. Cầu như vậy ắt là vô ích. Thiền sư lại hỏi, họ Khổng đoán vận mạng suốt đời của ông như thế nào? Tôi thật lòng đem hết mọi việc kể ra. Thiền sư liền nói, ông hãy tự xét mình xem, có xứng đáng đỗ đạt đại khoa, có xứng đáng được sinh con nối dõi chăng? Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi đáp, thật không xứng đáng. Những người đỗ đạt đại khoa nói chung đều có tướng phước đức sâu dày, còn vốn phước mỏng, lại không thể tích lũy công đức thiện hạnh để làm nền tảng cho phước đức sâu dày, còn lại không những chịu được những sự phiền toái khổ nhọc, không thể bao dung chịu đựng người khác, đôi khi lại cậy vào tài trí của mình mà lấn áp người, tính tình bộc trực nghĩ sao làm vậy, thường xem nhẹ lời nói hay luận bàn những chuyện vô bổ. Hết thảy đều là những biểu hiện phước mỏng đức bạc, làm sao có thể đỗ đạt đại khoa? Đất bùn dơ ẩm ướt thường nhiều vật sống, chỗ nước trong vắt thường không có cá, mà tánh con lại ưa thích sự trong sạch thanh khiết thái quá. Tánh khí ôn hòa có thể nuôi dưỡng vạn vật, mà tánh con lại thường nóng nảy sân hận. Luyến ái là cội nguồn của sự tiếp nối sinh sản, không quan tâm đến người khác là căn bản của sự không nuôi dưỡng, mà tánh con xem trọng danh tiết của riêng mình, thường không thể quên mình giúp người. Con lại thường nói nhiều hao tổn khí lực, thích ngồi lặng suốt đêm dài không ngủ, không biết giữ gìn nguyên khí tinh thần. Hết thảy những điều ấy đều là nguyên nhân không thể có con. Ngoài ra còn có biết bao điều lỗi lầm xấu ác nữa, thật không thể nói hết. Thiền sư Vân Cốc nói, nào chỉ riêng vấn đề khoa bảng như ông vừa nói đó, người đời thụ hưởng tài sản ngàn vàng, ắt phải là người đáng hưởng ngàn vàng. Kẻ nhận tài sản trăm lượng, ắt phải là kẻ đáng nhận trăm lượng. Người chịu chết đói, ắt phải là người đáng phải chết đói. Nói là mệnh trời, bất quá chỉ là do nơi nhân quả nghiệp báo riêng của mỗi người mà thành. Vốn chưa từng có chút thêm bớt nào gọi là ý trời trong đó cả. Đến như việc sinh con cái, như người có phước đức truyền được trăm đời, ắt sẽ sinh được con cháu truyền đủ trăm đời. Người có phước đức truyền được 10 đời, ắt sẽ sinh được con cháu truyền đủ 10 đời. Người có phước đức truyền được 3 đời,
hai đời, ắt sẽ sinh được con cháu truyền đủ ba đời, hai đời. Cho đến người dứt hẳn không có con cháu, ấy là do phước đức hết sức mỏng manh vậy. Nay ông đã biết rõ những điều sai trái của mình, những điều đã khiến ông không thể đỗ đạt đại khoa, không thể sinh con nối dõi. Vậy ông phải hết lòng hối cải, tự thay đổi. Nhất thiết phải lo tu nhân tích đức, nhất thiết phải bao dung rộng lượng với người, nhất thiết phải hòa nhã thương yêu kẻ khác, nhất thiết phải biết gìn giữ bảo dưỡng tinh thần. Hết thảy những việc từng làm trước đây, xem như đã chết từ hôm qua. Hết thảy những việc từ nay về sau, xem như mới được sinh ra từ hôm nay. Đó chính là ý nghĩa của việc làm sống lại thân này. Thân thể bằng xương thịt này tất nhiên đã có nghiệp quả định sẵn, nhưng cái thân tinh thần nhân nghĩa đạo đức lẽ nào lại không thể tu dưỡng để thay đổi được sao? Sách Thượng Thư Thiên Thái Giáp có nói: tai họa do trời giáng xuống còn có thể tránh né, tai họa do chính mình tạo ra thì không còn đường sống. Kinh Thi nói: lời nói việc làm thường hợp đạo trời, ấy là tự mình câu được nhiều phước đức. Khổng tiên sinh đoán rằng ông không đỗ đại khoa, không có con nối dõi, đó là tai họa do trời giáng xuống, cho nên con có thể tránh né. Nay ông nỗ lực làm thiện, rộng tích chứa âm đức, đó là tự mình tạo ra phước đức, lẽ nào lại có thể không được hưởng những phước đức ấy hay sao? Kinh dịch nói rằng, bậc quân tử hướng về điều lành, tránh đi điều dữ. Nếu nói mệnh trời là không thể thay đổi, vậy điều lành làm sao có thể hướng về, điều dữ làm sao có thể tránh đi? Lại cũng trong kinh dịch, Quẻ Khôn, ngay nơi phần ý nghĩa mở đầu đã nói rằng, nhà làm việc thiện, ắt có niềm vui, nhà làm việc ác, ắt gặp tai ương. Này ông đã có thể tin hiểu được chưa? Tôi tin nhận lời thiền sư, lễ bái xin học làm theo. Nhân đó liền đem hết thảy những điều lỗi lầm xấu ác đã qua, đối trước bàn thờ Phật mà nêu rõ, viết thành một bản sớ dài, trình bày đầy đủ tất cả trong đó, cầu xin sám hối. Sau đó tôi phát tâm cầu thi cử đỗ đạt, nguyện làm đủ 3.000 điều thiện để báo đáp ân đức của tổ tiên trời đất. Thiền sư lại lấy ra một bản sách Công Quá Cách đưa cho tôi xem, dạy tôi học làm theo đó, ghi chép tất cả việc làm hàng ngày, nếu là điều thiện thì cộng thêm vào, nếu là điều xấu ác thì trừ bớt đi. Thiền sư lại dạy tôi trì tụng thần chú chuẩn đề. Qua một thời gian ắt có sự linh nghiệm, thiền sư bảo tôi rằng, những người vẽ bùa chú thường nói, vẽ bùa không đúng cách sẽ bị quỷ thần cười chê. Trong việc vẽ bùa có một phép bí truyền, chẳng qua đó chỉ là không khởi lên vọng niệm. Khi cầm bút vẽ, việc trước tiên là phải buông bỏ hết thảy mọi ý niệm duyên theo trần cảnh. Từ chỗ trong tâm không chút động niệm như thế mới phóng bút điểm xuống, gọi là tạo dựng nền tảng không phân biệt. Từ một điểm làm nền tảng đó cho đến khi vung bút vẽ xong lá bùa, nếu trong tâm tuyệt nhiên không khởi vọng niệm thì lá bùa ấy sẽ linh nghiệm. Cho đến việc cầu đảo mệnh trời, điểm cốt yếu vẫn là phải từ nơi tâm niệm rỗng rang không động niệm như thế mà tạo ra sự cảm ứng thay đổi. Mạnh Tử khi bàn về cái học lập mệnh có nói, chết yểu với sống lâu vốn chẳng phải hai điều khác nhau. Phân tích đến chỗ sâu xa tinh tế thì dư thừa với thiếu thốn vốn cũng chẳng phải hai điều khác nhau. Nhân đó mới có thể tạo ra số mạng giàu nghèo. Bể tắc với hành thông vốn cũng chẳng phải hai điều khác nhau. Nhân đó mới có thể tạo ra số mạng sang hèn. Chết yểu với sống lâu vốn cũng chẳng phải hai điều khác nhau. Nhân đó mới có thể tạo ra số mạng sống chết.
Người đời lấy chuyện sống chết là quan trọng. Cho nên Mạnh Tử chỉ nói chết yểu sống lâu, nhưng kỳ thật hết thảy những chuyện vừa lòng hay nghịch ý trong cuộc đời cũng đều cùng một nguyên lý như vậy. Cho đến câu hãy tu sửa tự thân để chờ đón mọi việc, đó là nói việc làm thiện tích đức có thể chuyển đổi mệnh trời. Nói tu sửa tự thân, đó là tự thân mình có điều gì lỗi lầm xấu ác đều phải đối trị dứt trừ đi. Nói chờ đón, đó là sẵn sàng đợi việc xảy ra. Nhưng nếu trong lòng có chút mong cầu điều tốt đẹp hay nôn nao chờ đợi đều phải dứt sạch đi. Đạt đến mức như thế, đó là tự tạo ra được cảnh giới nguyên sơ không động niệm. Đó chính là cái học chân thật. Ông tuy chưa thể đạt được tâm thức rộng ràng không vọng niệm như thế, nhưng nếu có thể trì tụng thần chú chuẩn đề, không nghĩ nhớ, không tính đếm, không để gián đoạn, khi được thuần thục rồi, thì trong chỗ trì tụng cũng là không trì tụng, dù không trì tụng cũng là đang trì tụng. Cho đến lúc niệm niệm an nhiên, không còn lay động, ắt sẽ có sự linh nghiệm. Tôi trước đây lấy hiệu là Học Hải, ngay trong ngày hôm đó liền đổi hiệu là Liễu Phàm. Đó là muốn nói việc học được thuyết tự lập số mạng này rồi, nên không còn muốn rơi vào khuôn khổ của những kẻ thế tục tầm thường. Từ đó về sau, lúc nào tôi cũng chú tâm tự phòng hộ suốt ngày, so với trước đây thật hoàn toàn khác hẳn. Ngày trước, tôi thường buông thả phóng túng, còn bây giờ luôn nơm nớp lo sợ những việc xấu ác lầm lỗi. Dù khi ở trong nhà kín phòng tối, không ai nhìn thấy, cũng không dám khởi lên những ý nghĩ xấu ác, chỉ sợ đắc tội với trời đất, quỷ thần. Gặp những lúc bị người khác oán ghét, phỉ báng, tôi vẫn có thể điềm nhiên chấp nhận. Sang năm sau, bộ lễ mở khoa thi cử, tiên sinh họ Khổng từng đoán trước khoa này tôi sẽ đỗ hạng 3. Hóa ra tôi lại đỗ hạng nhất. Lời tiên đoán của Khổng tiên sinh không còn đúng nữa, nên khoa thi hương vào mùa thu, tôi lại đỗ tiếp cử nhân. Tuy nhiên, tôi làm việc thiện khi ấy vẫn chưa được thuần thục. Tự kiểm lại bản thân còn nhiều lầm lỗi. Đôi khi thấy việc thiện thì làm, nhưng chưa thực sự quả quyết, mạnh mẽ. Hoặc có khi làm việc cứu giúp người khác, mà trong lòng mình thường tự nghi ngờ kết quả. Hoặc có khi hành vi thì gắn theo việc thiện, nhưng lời nói lại có sai lầm. Hoặc khi tỉnh táo thì cố sức giữ gìn theo đạo đức, nhưng lúc uống rượu vào rồi lại thường buông thả, phóng túng. Mỗi ngày tôi đều xét điều lầm lỗi, trừ vào những việc thiện làm được. Có hôm trừ hết sạch, chẳng còn gì cả. Vậy nên từ năm Kỷ Tỵ phát nguyện làm việc thiện, mà phải đến năm Kỷ Mão, trải qua hơn 10 năm mới hoàn tất đủ số 3.000 điều thiện. Khi ấy, tôi phát tâm cầu sinh con, lại cũng nguyện làm đủ số 3.000 điều thiện. 2 năm sau là năm Tân Tỵ, thì sinh được con trai, đặt tên là Thiên Khải. Tôi làm được mỗi việc thiện đều ghi chép lại. Vợ tôi không biết chữ, nên mỗi khi làm được một việc thiện, thì dùng cán bút lông ngỗng, chấm mực đỏ in lên tờ lịch của ngày hôm đó thành một chấm tròn. Thường là những việc thiện như bố thí thức ăn cho người nghèo hoặc mua vật sống phóng sinh. Những ngày làm nhiều có khi được đến hơn 10 chấm tròn như thế. Đến tháng 8 năm Quý Mùi thì đủ số 3.000 điều thiện. Ngày 13 tháng 9 năm đó, tôi lại phát tâm cầu thi đỗ tiến sĩ, nguyện làm 10.000 điều thiện. Sang năm Bính Tuất, tôi thi đỗ tiến sĩ, được bổ nhiệm làm tri huyện Bảo Đễ. Tôi chuẩn bị sẵn một quyển sổ trắng, đặt tên là Sổ Trị Tâm. Sáng sớm khi lên công đường, tôi dặn người nhà đem sổ ấy trao cho nha dịch để mang đặt trên bàn làm việc của tôi. Mỗi một việc làm trong ngày đều phân ra tốt xấu, ghi chép tỉ mỉ vào sổ ấy. Mỗi đêm lại bày hương án trước sân, noi gương triệu duyệt đạo ngày xưa, cáo trình tất cả lên Thượng Đế.
vợ tôi thấy những việc thiện ghi chép không được nhiều thì chau mày nói rằng: "Trước đây ông còn ở nhà, tôi có thể giúp sức cùng ông làm việc thiện nên con số 3.000 điều thiện mới được hoàn tất. Nay ông phát nguyện làm đến 10.000 điều thiện mà trong nha môn lại chẳng có nhiều việc thiện để làm. Vậy biết đến bao giờ mới có thể hoàn tất?" Đêm đó, tôi nằm mộng, bỗng gặp một vị thần, liền đem việc khó làm đủ số điều thiện mà trình bày với thần. Vị thần nói: "Chỉ riêng một việc giảm thuế ruộng cho dân, xem như 1.000.000 điều thiện đã đủ số rồi. Nguyên là ruộng đất ở huyện Bảo Đễ trước đây phải nộp thuế mỗi mẫu 2 phân 3 ly 7 hào. Khi về nhậm chức, tôi có xem xét lại, giảm xuống còn 1 phân 4 ly 6 hào. Quả thật có việc đó, nhưng lòng tôi vẫn còn chút nghi hoặc, không cho rằng việc ấy lại có hiệu quả lớn lao đến thế. Vừa may khi ấy có thiền sư Huyễn Dư từ núi Ngũ Đài đến, tôi liền đem giấc mộng ấy kể lại với ngài, rồi thưa hỏi xem việc ấy có thể tin được chăng. Thiền sư nói: "Nếu tâm thiện chân thành chí thiết, dù là 1 điều thiện cũng có thể bằng như 1.000.000 điều thiện. Huống chi ông giảm thuế cho cả 1 huyện, có cả 1.000.000 người dân được hưởng phúc ấy." Tôi liền dùng tiền lương bổng của mình gửi nhờ thiền sư về núi Ngũ Đài, thay mình thiết lễ trai tăng cúng dường 1.000.000 vị tăng để hồi hướng công đức. Tiên sinh họ Khổng đoán rằng năm tôi 53 tuổi sẽ gặp tai nạn rồi mất. Tôi cũng chưa từng cầu xin được sống lâu hơn. Nhưng rồi năm ấy trôi qua mà chẳng xảy ra việc gì cả. Khi viết chương sách này thì tôi đã được 69 tuổi. Kinh thư nói: "Lòng trời khó tin chắc, mạng số không nhất định." Lại nói: "Chỉ riêng mạng số là không nhất định." Những lời ấy đều không hư dối. Tôi từ những việc đã qua mà hiểu được rằng mọi việc họa phúc đều do chính mình chuốc lấy. Đó chính là lời dạy của các bậc thánh hiền. Nếu cho rằng họa phúc đều do trời định sẵn, đó chỉ là lời mê muội của người thế tục không biết tu tập mà thôi. Còn như khi chưa biết được số mạng thì sao? Đang lúc thời vận được vinh hiển, hãy thường tưởng như đang suy sụp, sa sút. Đang lúc thời vận thuận lợi, hãy thường tưởng như đang gặp điều trái nghịch, trở ngại. Đang lúc được ấm no đầy đủ, hãy thường tưởng như đang nghèo túng, đói thiếu. Đang lúc được người người yêu kính, hãy thường tưởng như đang phải sợ sệt, lo lắng. Đang lúc được quyền cao chức trọng, hãy thường tưởng như đang ở vào vị trí thấp hèn. Đang lúc có được học vấn cao xa, sâu rộng, hãy thường tưởng như mình là người thiển cận, thô lậu. Nghĩ xa thì thường lo việc, nêu cao đức hạnh của tổ tiên. Nghĩ gần thì thường không dám phơi bày lỗi lầm, khiếm khuyết của cha mẹ. Trên phải thường nghĩ việc báo đền ơn tổ quốc, dưới phải luôn lo việc tạo phúc cho gia đình. Đối với bên ngoài, phải luôn nghĩ đến việc giúp người khi khẩn thiết. Đối với tự thân, phải luôn ngăn ngừa những ý niệm tà vậy của chính mình. Mỗi ngày đều tự thẩm xét để biết lỗi mình, thì mỗi ngày đều có sửa lỗi. Một ngày không tự biết lỗi mình, thì ngày ấy vẫn an nhiên tự cho mình là đúng. Một ngày không có lỗi lầm nào được tu sửa, thì ngày ấy không hề có sự tiến bộ. Người đời không ít kẻ thông minh tài trí, nhưng sở dĩ không vun bồi phước đức cho sâu dày, không phát triển nghiệp lành cho rộng khắp, ấy chỉ vì sự quen theo nếp cũ, do dự rụt rè, không đủ quyết tâm để nỗ lực thay đổi, tự lập số mạng, nên cứ thế mà mê đắm trôi qua hết một đời. Thuyết tự lập số mạng mà thiền sư Vân Cốc đã truyền dạy quả thật hết sức sâu xa, tinh túy. Quả thật là một nguyên lý hết sức chân thật, chính đáng. Ai có thể đọc kỹ những lời dạy này, rồi gắng sức làm theo, ắt sẽ không bỏ phí một đời trôi qua vô ích. Quan Đại Phu thời Xuân Thu, khi quan sát hành vi, lời nói của một người, thường dựa theo đó mà suy đoán về những điều tốt xấu, họa phúc của người đó.
bao giờ cũng ứng nghiệm cả. Ngày nay, chúng ta có thể xem lại những việc này trong các sách tả truyện, quốc ngữ. Nói chung, điềm báo những điều tốt lành hay tai họa đều khởi lên từ trong tâm người, rồi biểu hiện ra bên ngoài thành hành vi, lời nói. Những người hết sức nhân hậu, phóng khoáng, tử tế với người khác, thường được phước lành. Những kẻ hết sức khắt khe, hẹp hòi, bạc đãi người khác, thường cận kề tai họa. Người phàm mắt thịt bị nhiều che chướng, không nhìn thấy được, do đó cho rằng vận số chưa xác định nên không thể suy lường biết được. Lòng người hết sức chân thành thì phù hợp với đạo trời. Khi phước lành sắp đến, quan sát việc làm thiện của người thì có thể biết trước được. Khi tai họa sắp xảy ra, quan sát việc làm xấu ác của người, ắt cũng có thể biết trước. Nay muốn được phước lành, tránh xa tai họa, hãy khoan nói đến việc làm thiện, mà trước tiên là phải lo tu sửa lỗi lầm. Bàn về việc tu sửa lỗi lầm, điều cốt yếu trước tiên là phải khởi tâm biết xấu hổ. Hãy nghĩ đến các bậc hiền thánh từ xưa, sao cũng là thân người như ta, nhưng lại có thể làm bậc thầy của muôn thuở. Còn ta, vì sao suốt một đời kém cỏi, vô dụng như gạch vụn, ngói bể? Ấy chỉ vì ta mê đắm trong tình đời, lén lút làm những điều trái nghịch đạo nghĩa, lại cho rằng người khác không ai biết, nên thản nhiên cao ngạo, không chút hổ thẹn, ngày sau sa đọa vào loài cầm thú mà không hề tự biết. Việc đáng xấu hổ trong đời này thật không gì lớn hơn thế nữa. Mạnh Tử nói, biết xấu hổ là đức tính quan trọng của con người, giữ được tâm tính ấy là thánh hiền, đánh mất đi thì chẳng khác gì cầm thú. Cho nên, khởi tâm biết xấu hổ là nền tảng cốt yếu nhất trong việc tu sửa lỗi lầm. Điều quan trọng tiếp theo là phải biết khởi tâm sợ sệt, không dám làm điều sai trái. Trời đất từ trên soi thấu, quỷ thần không dễ dối lừa. Nay ta làm điều sai trái, tuy là ở nơi ẩn khuất, không ai thấy biết, nhưng trời đất quỷ thần thật soi xét thấy rõ. Nếu là tội nặng, ắt sẽ giáng xuống trăm tai ngàn họa. Nếu là tội nhẹ, ắt sẽ hao tổn phước đức hiện có. Như thế làm sao có thể không lo sợ? Không chỉ ở nơi vắng vẻ khuất tất là như thế, mà giữa những chốn đông người qua lại cũng như thế. Cho dù ta cố che giấu thật kín đáo, biện bạch thật khéo léo, nhưng những điều giấu trong gan ruột rồi cũng sẽ sớm lộ ra. Rốt cuộc cũng không thể tự dối lòng mình. Đến khi bị người khác phát hiện biết rõ việc xấu mình làm, thì nhân cách tự thân thật chẳng đáng một xu. Như vậy có thể không sợ được sao? Hơn nữa, chỉ cần chúng ta còn một hơi thở, thì dù tội lỗi lớn đến đâu, cũng có thể hối cải. Xưa có người suốt đời làm việc xấu ác, đến khi sắp chết mới tỉnh ngộ hối lỗi, phát khởi một niệm lành, liền được kết quả tốt đẹp. Cho nên nói rằng, khởi một niệm lành hết sức mạnh mẽ, có thể đối trị được những điều xấu ác trong cả trăm năm. Cũng giống như hang sâu tăm tối ngàn năm, chỉ một ngọn đèn vừa chiếu sáng, thì bóng tối ngàn năm lập tức bị phá trừ. Vì thế, những việc lỗi lầm bất luận là phạm vào đã lâu hay chỉ mới gần đây, phải lấy việc biết tu sửa là điều đáng quý nhất. Cuộc đời vô thường, thân người hết sức mong manh dễ mất. Chỉ một hơi thở dừng lại không tiếp nối, thì dù muốn hối cải tu sửa cũng không còn kịp nữa. Khi ấy thì trên chốn dương gian phải cam chịu tiếng xấu ngàn năm, cho dù con thảo cháu hiền cũng không thể thay ta rửa sạch. Lại dưới cõi u minh, ắt phải trầm luân ngàn kiếp trong địa ngục, cam chịu nghiệp báo, cho dù là các vị thánh hiền hay Phật, Bồ Tát cũng không thể dẫn dắt cứu ta ra khỏi. Ôi, như thế có thể nào không sợ được sao? Điều quan trọng thứ ba là phải phát tâm tu sửa thật dũng mãnh. Người đời đa phần không thể tu sửa lỗi lầm
vì cứ quen theo nếp cũ mà sa đọa. Chúng ta cần phải phấn chấn mạnh mẽ vươn lên, không được phân vân trì trệ, không được chậm trễ dùng dằn. Đối với lỗi nhỏ nhặt, phải xem như bị gai đâm vào thịt, cần nhanh chóng lấy ra. Đối với lỗi nặng nề nghiêm trọng, phải xem như bị rắn độc cắn vào ngón tay, lập tức chặt bỏ không chút chần chừ. Đó là nói đến lợi ích của sự phát tâm dũng mãnh, nhanh chóng như sấm chớp, như gió mạnh. Phát khởi đầy đủ ba tâm niệm như trên, biết hổ thẹn, biết sợ sệt lỗi lầm và quyết tâm tu sửa thật dũng mãnh, thì mỗi khi mắc phải lỗi lầm liền sửa đổi được ngay. Ví như lớp băng mùa xuân gặp ánh mặt trời, lo gì không tan chảy. Tuy nhiên, lỗi lầm xấu ác của con người có thể theo nơi sự việc biểu hiện mà tu sửa, cũng có thể dựa trên sự suy xét đạo lý mà tu sửa, lại cũng có thể ngay từ trong tâm ý mà tu sửa. Mỗi phương cách tu sửa như vậy đòi hỏi công phu khác nhau mà hiệu quả cũng khác nhau. Chẳng hạn như ngày trước thường giết hại sinh mạng, nay giữ giới không giết hại, hoặc như ngày trước thường nóng giận, nay cố ngăn giữ không còn nóng giận. Những sự tu sửa như thế là theo nơi sự việc biểu hiện mà tu sửa. Tu sửa theo cách như vậy là cố sức kiềm chế sự việc đã biểu lộ ra bên ngoài, nên thật hết sức khó khăn. Nhưng cội gốc của những lỗi lầm ấy rốt cuộc vẫn còn nguyên đó. Trừ bỏ nơi này, lại nảy sinh nơi khác, thật không phải phương cách rốt ráo để tu sửa triệt để mọi lỗi lầm. Người khéo léo hơn trong việc tu sửa lỗi lầm thì khi sự việc còn chưa biểu lộ ra bên ngoài đã sớm suy xét đạo lý của sự việc ấy. Chẳng hạn như đối với việc giết hại sinh mạng, liền suy xét theo đạo lý rằng trời đất luôn có đức hiếu sinh, muôn loài đều tham sống sợ chết. Nay ta giết hại loài vật để nuôi dưỡng thân mình, làm sao có thể tự thấy an ổn trong lòng? Hơn nữa, con vật bị giết kia đã bị đâm chém cắt xẻo, rồi lại bị cho vào nồi nước sôi, chảo dầu nóng, đau đớn thống khổ thấu tận xương tủy. Ta lại dùng thân xác nó để nuôi dưỡng mình, dẫu có bày ra thành trăm món ngon lạ, ăn qua khỏi miệng cũng đều tiêu mất. Trong khi đó, chỉ cần canh rau đơn sơ cũng đủ no bụng, vì sao phải giết hại sinh mạng của muôn loài, làm tổn hại đến phước đức của mình? Lại suy xét đến việc hết thảy muôn loài có máu thịt, khí chất cũng đều có linh tính, tri giác. Đã có linh tính tri giác thì đối với loài người chúng ta cũng là cùng một bản thể. Nay tự thân ta đã không thể tu tập thành bậc chí tôn chí đức để muôn loài phải tôn kính, gần gũi nương cậy ta, lẽ nào lại còn xuống tay giết hại sinh mạng của chúng, khiến chúng phải đem lòng oán hận, căm thù ta không sao nói hết. Suy xét được thấu đáo những điều như thế, thì khi nhìn thấy món ăn do giết hại mà có, ắt phải hết sức đau lòng, không thể nào nuốt trôi qua khỏi cổ. Hoặc như trước đây, vốn thường nóng giận, liền suy xét rằng, đối với người có chỗ cư xử kém cỏi chẳng bằng ta, xét về tình thì nên khởi lòng thương xót họ mới đúng. Đối với người làm việc trái lý lẽ, xúc phạm ta, thì đó là sai trái của họ, nào có liên quan gì đến ta. Nghĩ như thế thì thấy thật không có gì để giận dữ cả. Lại suy xét rằng, trong thiên hạ, chẳng có bậc hào kiệt nào lại tự mãn luôn cho mình là đúng. Cũng không có học thuyết nào dạy ta oán ghét người khác. Công danh có điều chưa đạt được, đều là do phước đức tự thân ta chưa tu tập đúng mức, chưa đủ cảm hóa người khác. Ta cần phải lấy những điều đó để tự phản tỉnh, suy xét về bản thân mình. Như vậy thì khi có người đến phỉ báng, làm nhục, liền xem đó như sự cọ xát, rèn luyện, giúp đá thô thành ngọc quý. Như thế, ắt phải vui mừng đón nhận, làm sao có thể nổi giận. Hơn thế nữa, nếu ta bị phỉ báng mà không nổi giận, thì những lời xúc phạm ấy, dù có nhiều đến đâu, cũng chỉ như kẻ đốt lửa giữa khoảng không, rốt cuộc
cũng phải tự liệm tắc. Bằng như nghe lời phỉ báng mà nổi giận, thì cho dù hết lòng khéo léo biện bạch, cũng chẳng khác nào con tầm mùa xuân nhả tơ làm kén, ngày càng tự trói chặt lấy chính mình. Như vậy, sự nóng giận chẳng những là vô ích mà còn gây hại nữa. Đối với hết thảy những lỗi lầm xấu ác khác, cũng đều dựa theo đạo lý mà suy xét như thế. Nếu sự suy xét đạo lý đã được rõ ràng sáng tỏ, thì mọi lỗi lầm xấu ác đều sẽ tự chấm dứt. Thế nào là tu sửa lỗi lầm ngay từ trong tâm? Đó là tự xét rằng, lỗi lầm xấu ác của con người có vô số nguyên nhân, nhưng hết thảy đều do tâm tạo tác. Nếu trong tâm mình an nhiên bất động, thì lỗi lầm dựa vào đâu mà sinh khởi? Người tu học phương pháp sửa lỗi này, đối với những lỗi lầm xấu ác như háo sắc, tham danh, tham tiền của, dễ nóng giận, vân vân, không cần thiết phải truy đuổi, tìm kiếm, đối trị từng loại. Chỉ cần một lòng chuyên chú làm thiện, lúc nào cũng duy trì ý niệm chân chánh, thì bao nhiêu ý niệm tà vậy, xấu ác, sẽ tự nhiên không thể khởi lên làm ô nhiễm. Ví như khi mặt trời rực sáng giữa không trung, các loài yêu ma quỷ quái thảy đều trốn mất. Đây là phương pháp sửa lỗi chân truyền tinh tế nhất. Mọi lỗi lầm đều do tâm tạo tác, nên cũng do nơi tâm mà sửa đổi. Ví như việc đốn trừ loài cây độc, phải trực tiếp chặt phá ngay vào gốc rễ, đâu cần phải đốn tỉa từng cành nhánh, ngắt bỏ từng chiếc lá. Nói chung thì, phương pháp đối trị lỗi lầm ngay từ trong tâm là vượt trội và hiệu quả hơn hết. Đang khi tu tập giữ tâm thanh tịnh, nếu trong tâm vừa khởi động niệm xấu ác, liền tức thời rõ biết. Rõ biết rồi thì niệm xấu ác đó liền tự nhiên không còn nữa. Bằng như chưa đủ sức để tu tập theo phương pháp trị tâm, thì nên dùng phương pháp suy xét rõ ràng theo đạo lý để trừ bỏ lỗi lầm. Nếu vẫn chưa đủ sức làm phương pháp suy lý, thì nên dùng phương pháp đối trị theo sự việc sai trái đã biểu hiện. Nếu như sử dụng phương pháp trị tâm cao nhất, đồng thời kèm theo những phương pháp còn lại, như vậy cũng chẳng có gì sai lầm. Nhưng nếu chỉ biết sử dụng những phương pháp kém hiệu quả, mà không biết đến phương pháp vượt trội hơn, thì thật là khờ dại. Cho nên, khi phát nguyện sửa đổi lỗi lầm xấu ác, thì giữa nơi sáng rõ nên cầu được bạn tốt nhắc nhở, ở chỗ u tối khuất lấp nên nguyện có quỷ thần soi xét chứng minh, hết lòng sám hối những tội lỗi đã qua, ngày đêm không chút giải đãi buông lung, trải qua một tuần, hai tuần, cho đến một tháng, hai tháng, ba tháng, ắt phải có hiệu quả ứng nghiệm. Chẳng hạn như cảm thấy tinh thần điềm nhiên, thư thái khoáng đạt, hoặc cảm thấy như trí tuệ khai mở, hốt nhiên sáng suốt, hoặc có những lúc rơi vào cảnh rối ren phiền nhiễu, nhưng cảm xúc, suy nghĩ đều suốt thông, không vướng mắc, hoặc có những lúc gặp kẻ oán thù, nhưng có thể bình tâm, đổi giận làm vui, hoặc mơ thấy nôn mửa ra vật đen tối, hoặc mộng thấy các bậc hiền thánh ngày trước hiện đến dắt dẫn ân cần, hoặc mơ thấy mình đi lại nhẹ nhàng trên hư không, hoặc mộng thấy những thứ như cờ phướng, lộng quý, đủ mọi cảnh tượng thù thắng tốt đẹp. Hết thảy những điều như thế đều là biểu hiện của việc đã dứt trừ được lỗi lầm xấu ác. Tuy nhiên, không được bám chấp vào những thành tựu như thế mà vội khởi tâm cao ngạo tự mãn, vì như thế sẽ ngăn trở ta không thể tiến bộ thêm nữa. Xưa có người tên Cừ Bá Ngọc, khoảng năm 20 tuổi, đã thấy rõ được những lỗi lầm xấu ác trước đây của mình và dứt trừ sửa đổi được hết thảy. Sang đến năm 21 tuổi, mới biết những sự cải hối trước đây của mình thật ra vẫn chưa dứt hết được lỗi lầm. Sang năm 22 tuổi, thì ông nhìn lại năm 21 tuổi, quan sát những việc đã qua như trong giấc mộng, lại tiếp tục sửa lỗi. Cứ như thế, năm này sang năm khác, ông vẫn kiên trì tuần tự sửa lỗi. Cho đến năm 50 tuổi, vẫn còn nhìn lại thấy được lỗi lầm của năm 49 tuổi.
Việc học sửa lỗi của người xưa là như thế. Chúng ta đều là những kẻ phàm tục tầm thường, những điều lỗi lầm xấu ác tích tụ dẫy đầy không kể xiết. Thế mà khi nhìn lại những việc đã qua, lại thường chẳng thấy được lỗi lầm chi cả. Ấy là bởi tâm mê muội nên mắt bị che mờ. Tuy nhiên, con người khi lỗi lầm xấu ác quá sâu nặng cũng có những biểu hiện có thể thấy được. Chẳng hạn như tinh thần u ám, bế tắc, nói trước quên sau, hoặc không duyên cớ gì nhưng trong tâm vẫn thường phiền não, bực dọc, hoặc đối diện với người hiền lương quân tử thì cảm thấy hổ thẹn, ngượng ngùng, hoặc được nghe những lời bàn luận chân chánh nhưng lại không vui thích, hoặc thường bị rơi vào cảnh làm ơn mắc oán, hoặc đêm nằm mộng thấy những chuyện điên đảo trái nghịch. Nếu nặng nề quá, có thể sinh ra nói năng lộn xộn, tâm thần bất định. Hết thảy những điều như vậy đều là biểu hiện của việc làm xấu ác. Nếu thấy có một trong những biểu hiện như thế, thì phải lập tức phát tâm mạnh mẽ phấn chấn, quyết lòng dứt bỏ lỗi cũ, dựng xây đời mới. Mong sao người đọc hiểu đúng được những điều như trên, để không tự dối mình.